trở lại chương trình của bản tin ngắn. Trở lại cái lời tuyên bố của ông Peter Sauer, nhân vật cũng khá là nổi tiếng trong những cuốn sách liên quan đến gia đình của Biden, và tuyên bố quả hoàng tại Hawaii cho thấy sự tham nhũng, mất tập trung và kém năng lực. Cái điều này chúng ta cũng hoàn toàn dự đoán được về điều này quý vị, là bởi vì trong bản chất đó, cái ngày truy tố ông Trump tại cái tiểu bang Georgia, Georgia để nó làm chấn động cả ngày hôm sau, là nó che giấu đi rất là nhiều sự kiện của quả hoàng tại tiểu bang Hawaii. Sự tham nhũng rất là rõ ràng, và đương nhiên bất kỳ lúc nào lửa phá hủy một thiên đường, ngón tay trỏ chỉ trỏ, nhưng trong khi các cơ quan quan chức đổ lỗi cho biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra quả hoàng và các thảm họa tự nhiên gần đây, thì trận cháy rừng khiến 115 người thiệt mạng và tàn phá cả một ngôi làng Lahaina tại thành phố Maui được thúc đẩy bởi bộ máy quan liêu mất tập trung vào tín hiệu đạo đức và tự xử lý hơn là an toàn công cộng. Trong một chương trình gần đây của podcast Drill Down Peter, Eric đã cho thấy các biện pháp khuyến khích sai hướng tham nhũng của chính phủ sự kém cỏi đã khiến cái thảm họa cháy rừng tại Maui hay là Maui trở nên tồi tệ hơn, nhưng không thể tránh khỏi. Bất chấp một báo cáo của Ủy ban chi phí chính phủ của quận Maui cho thấy cái số lượng sự cố như kết hợp giữa cháy rừng, bụi cỏ và rừng dường như đang gia tăng. Hawaii Electric là một công ty tiện ích công cộng cung cấp cho hoàng đảo, chỉ chi có $245,000 cho 3 năm trước để chuẩn bị cho việc cháy rừng. Còn khu đó, Hawaii Electric đã công bố 29 dự án năng lượng sạch, mới có chi phí là 3.5 cho đến 4 tỷ đô la. Đây là số tiền được phân bổ từ khoản chi tiêu năng lượng xanh của chính quyền Biden, được quy định gọi là đạo luật giảm lạm phát. Tiền chảy đến đâu thì chịu chú ý đến đó. Ví dụ như cấp liên bang, cái báo cáo của văn phòng kế toán của chính phủ cho thấy nỗ lực giảm thiểu cháy rừng của cơ quan bảo vệ môi trường EPA ít nhiều là đặc biệt, trong khi cơ quan này đang chi hàng tỷ đô la cho biến đổi khí hậu và nỗ lực tập trung. Đó là những bài học mà tiểu bang Hawaii đang vật lộn ở California, nơi cháy rừng đang xảy ra hàng năm, hơn nhiều năm xảy ra hoảng hòa cháy rừng lẽ ra ngăn chặn bằng cách đốt có kiểm soát. Như vậy cuối cùng thì tiểu bang phải yêu cầu các bộ lạc da đỏ địa phương phải giám sát đốt có kiểm soát và theo cách mà tổ tiên xa xưa của họ đã từng làm, bởi vì nhà nước thiếu nhân lực để tự làm về điều đó. Eric đã nói trong một chương trình podcast, bạn đang thắc mắc về tại sao chúng tôi không tập trung nhiều hơn thứ để cứu sống, nó là bởi vì nó không thể kiếm tiền được từ đó. Chính xác 100% luôn. Cái câu chuyện này tôi cũng đã từng nói về điều này quý vị. Ví dụ cháy rừng tại Maui hay là cháy rừng tại tiểu bang California, trên thực tế nó cũng chẳng có liên quan gì vấn đề biến đổi khí hậu, khí héo gì cả. Chúng ta xâm lược những cái vùng đất tự nhiên, mà những vùng đất đó nếu mà thật sự không có xâm lược chúng ta nó cũng cháy được. Vì nên nhớ rằng là những khu vực mà được cấp nhà triệu đô mà toàn là khu vực bất ổn không. Và đó là chương trình của bản tin ngắn. Chào tạm biệt.